Kiều mình đã có một chiếc đầm 2 trong tủ đồ để dành đi Đà Lạt cũng như là đi chơi cho em chưa ạ? Thì ngày hôm nay cả nhà mình đang cần tìm kiếm một em đầm vừa đi chơi nè, đi du lịch nè cũng như là đi cà phê ha. Đặc biệt là cái tông màu sắc nhẹ nhàng thôi, ngọt ngào một tí xíu ha. Thì ngày hôm nay em sẽ có cho mình một cái em đầm và nó là cực kỳ là xinh nha. Mẫu này thì em thiết kế là form dáng là form suông, với chất liệu cho mình là chất liệu von hàng có lớp lót trong. Và con hàng thì phải nói là mềm nè, nhẹ nè, mát và sẽ có độ co giãn nhẹ cho mình luôn. Em này thì em làm thiết kế form dáng sẽ có túi sườn ở hai bên. Màu của mình sẽ là tông màu sắc là tông màu kem, kết hợp cho mình là tông màu hoa màu trắng nhẹ nhàng. Mẫu này thì em vẫn làm thiết kế là có khóa kéo sau lưng để các chị tiện lợi thay đồ nhé. Mẫu này thì mình nhìn vô là mình sẽ thấy điền cái điểm nhấn là phần trên cổ nè, vỡ hai bên tay. Phần tay thì em cắt đều cho mình cái phần tay là phần tay lỡ nha. Đặc biệt phần tay lỡ ngày hôm nay thì em sẽ viền bèo và viền bèo tầng cho mình là hai tầng nhé. Mẫu này thì kết hợp cho mình là form dáng là cổ tròn, có kèm thêm cho mình là phần khuy nút tạo kiểu trước ngực cho em. Mẫu này em đã có chiếc ben từ vòng 1 đến vòng 2 rồi ha. Khi mà mình mặc lên trên người cảm giác cho em sẽ đầy đủ các vòng cho mình luôn. Mẫu này thì em đã có trên các cơ sở của TTV rồi, cơ sở Quang Trung Gò Vấp nè, cơ sở Bình Dương và cơ sở Tân Phú cho em nha. Và nếu mà chị yêu nào mà đặt hàng trên cái video ngày hôm nay của nhà em thì mình sẽ được hỗ trợ là miễn ship và kiểm tra hàng nha. Đặc biệt là mình sẽ được hỗ trợ là giảm 20k trên từng sản phẩm luôn. Thì bây giờ mình phải tranh thủ là để lại cho em số điện thoại bên dưới nha. Em nhờ các bạn nhân viên sẽ alo hỗ trợ tư vấn cho mình nhé. Hiện tại trên YouTube sẽ xóa các bình luận có chứa số điện thoại. Để đặt hàng hoặc muốn được tư vấn, các chị vui lòng nhớ mã sản phẩm và kết bạn nhắn tin vào Zalo 0396851491 để shop hỗ trợ chốt đơn ạ.